Đi xe điện và sử dụng năng lượng mặt trời tại những mảnh đất vẫn được xem như là giếng dầu của thế giới ở vùng vịnh. Đây không còn là thực tế gì quá xa vời mà thực sự đang trở thành một xu thế. Như con đường tôi đang đi đây là nơi đặt nhà máy sản xuất năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới tọa lạc tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các quốc gia vùng vịnh thì vẫn được biết đến là thịnh vượng nhờ dầu mỏ, nhưng tại chính nơi đây thì lại đang xem năng lượng xanh mới là hướng đi cho sự thịnh vượng thực sự cho mình. Rộng 77 cây số vuông, công viên năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới đảm nhận sứ mệnh thực hiện tầm nhìn của Dubai. Đến năm 2050, năng lượng sạch sẽ có thể đáp ứng 100% nhu cầu của các hộ gia đình. Hiện chúng tôi đang nắm giữ một tòa tháp dự trữ điện mặt trời lớn nhất thế giới. Với tòa tháp này, chúng tôi có thể lưu trữ điện mặt trời tới 15 tiếng. Có nghĩa là điện mặt trời này có thể cung cấp cho các hộ gia đình suốt ngày đêm. Các quốc gia vùng vịnh thời gian qua bội thu nhờ giá dầu cao. Sự bội thu ấy nay được chuyển đổi thành những hạ tầng xanh và cả cơ hội để khai phá những nguồn năng lượng mới. Không chỉ năng lượng mặt trời, gió, cả những nhà máy sản xuất năng lượng hydrogen cũng đang được đẩy mạnh phát triển ở nơi đây. Những gì chúng tôi hướng tới là sẽ biến mảnh đất của mình trở thành một nền tảng toàn cầu cho những nỗ lực phát triển, kiểm nghiệm những công nghệ mới, cho các giải pháp về nguồn nước và năng lượng. Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, một trong năm quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất trong OPEC. Chuyển đổi xanh với nơi đây không đến từ nhu cầu để giải cơn khát năng lượng, nhưng nó đến từ tầm nhìn, làm sao để mở cánh cửa tiếp nhận được năng lượng vô hạn của mẹ thiên nhiên. Tại vùng vịnh thì có một câu nói đang được xem như là kim chỉ nam trong chính sách năng lượng của nhiều quốc gia khu vực này. Đó là nguồn năng lượng của tương lai không phải là dầu mỏ hay khí đốt hay là các nguồn năng lượng tái tạo, mà nguồn năng lượng của tương lai là dầu mỏ và khí đốt và các nguồn năng lượng tái tạo. Có nghĩa là an ninh năng lượng chỉ thực sự đạt được khi tất cả các nguồn năng lượng được quan tâm một cách đúng đắn và xây dựng nên những trung tâm năng lượng xanh ngay trên những giếng dầu đang được xem là con đường để các quốc gia vùng vịnh gây dựng vị thế là những cường quốc năng lượng trong tương lai. Anh Phương, phóng viên truyền hình Việt Nam từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.